lại thôi. Hello mọi người, hôm nay là mùng 1 Tết. Từ sáng sớm tới bây giờ thì sương mù rất là lớn. Nhưng mà bây giờ thì trời có trời nắng này, cho nên là nhìn khung cảnh cũng bớt ảm đạm hơn. Cả nhà Vương thì bây giờ sẽ cùng nhau đi thăm mộ, đi viếng mộ. Mọi người thấy là ai cũng cầm trên tay một vòng pháo hay là cái pháo hoa này mọi người. May quá. Sáng mùng 1 nào thì cả nhà cũng cùng nhau đi thăm mộ như thế này. Rồi không chỉ là thắp hương, thắp nhang, đốt giấy mà ở Trung Quốc thì đốt pháo rất là nhiều. Mọi người nghe đùng 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 nãy giờ này. Và tới giao thừa xong, xong giao thừa thì ai về nhà nấy. Rồi hôm nay sáng sớm lại cùng nhau tập trung về quê để đốt pháo. Hay quá rồi, ngồi nghỉ một xíu. Xin xin liền mà. Mấy đứa nhỏ này là dành phải để cho nó một một pháo để nó cầm theo một tí nữa đó. Nó tự ở đó. Nên là rất là nhiệt tình. Khắp nơi là nghe pháo đùng đùng luôn. Và ngày Tết thì những công ty mà bán pháo hoa như thế này á, đúng là bội thu luôn. Từ giao thừa đến bây giờ là bán rất là nhiều. Chưa kể là mấy ngày gần Tết là cũng bán lai rai đó mọi người. Đặc biệt là vào mùng 1 Tết thì đi thắp hương, đi ra bái mộ, đi thắp đi viếng mộ thì sẽ đốt pháo rất là nhiều. Hôm nay có ánh nắng mặt trời lên cho nên là quay đẹp hơn nhiều. Bữa nào cũng dành vác một cuộn pháo để tí nữa tự tay bắn. Ở đây mộ không có xây như ở Việt Nam mình xây cao. Nhưng mà ở Quý Châu thì chỉ xây một cái nấm mộ thôi, không có phải là xây như ở Việt Nam mình. Tại sao mà? Tại sao mà? Tôi sẽ giúp bạn. Ha, bạn đi trước, tôi sẽ giúp bạn. Nhất định là phải tự tay. Nhất định là phải tự tay vác đây, để tí xíu nữa là tự tay đốt. Bên này thì mọi người đang thắp nhang, đốt giấy. Ồ, cái này có cái nhà rất là cũ rồi mọi người. Nhà này thì hầu như không ai ở hết. Đây rút mọc xung quanh rồi. Hoàng quan, đi chủ nhà là hoàng quan. Cái tài chứ mà. Tài chứ. Dạ. Điều là. Có hôm qua livestream là ai cũng hỏi bạn nữ này đấy. Tiếp tục nữa. Đốt một ngày cho nên là chỉ nghe tiếng nổ thôi, không có thấy ánh sáng.
giờ thì mình đi lên ở phía trên để viếng thêm một mộ nữa là xong, hoàn thành cái viếng mộ ngày Tết. Cả sáng nay đường sương mù rất là lớn, đường cao tốc phong tỏa luôn. Nên tụi mình hôm nay đường cao tốc đường phải chạy đường nhỏ, đến nỗi mà đường thì kẹt xe luôn. Nhưng mà bây giờ thì có nắng này nên là đi lên núi như thế này còn đỡ mệt, thấy được cảnh ở phía dưới. Chứ còn lúc sáng sương mù dày đặc không nhìn thấy được gì hết. Ngày đầu năm như thế này thì cũng rất là hứng khởi. Ai đi viếng mộ cũng đem theo rất là nhiều pháo. Đầu năm thì chị đi viếng mộ như thế này, rồi đến Tết Thanh Minh thì cũng đi viếng mộ một lần nữa là xong rồi. Chứ không giống như ở Việt Nam mình thì mùng 1, mùng 2, mùng 3 đều cũng ông bà, nhưng mà đây thì không có cúng. Đi toàn bộ bị công ty chú ra dùng để trồng trồng yên. Trồng yên. Đây là sơn trang à, cũng là trồng yên. Nguyên cả cái núi này là bây giờ người ta đang có một cái công ty thầu để trồng thuốc á mọi người, thuốc lá. Hình như là chưa trồng xuống. Rồi đến mộ rồi nè. Đang mộ ở đây thì đơn giản như vậy thôi. Có trời khói. Mấy đứa nhỏ này rất là nhiệt tình luôn, vì đó sắp được bắn pháo rồi. Đầu năm ở Việt Nam thì rất là kiên kỵ, đem đồ cây cỏ về nhà. Nhưng mà đây thì mấy bạn này thấy hành, mấy cái hành dại này cho nên là thì nhau đào đem về nhà. Chào, thấy không ạ? Đi xuống lại thôi. Ở quê của chồng Phương thì có rất là nhiều nhà cũ như thế này á mọi người. Rất là nhiều nhà cũ bỏ không như thế này. Bây giờ người ta dọn lên thành phố ở hết rồi. Rồi nhiều nhà, có nhiều gia đình có nhà ở trên thành phố nhưng mà họ vẫn xây thêm nhà ở quê để mà Tết về á. Cho nên là hôm nay đi mới kẹt xe. Cũng là lần đầu tiên mà Phương thấy về quê mà kẹt xe đến như vậy luôn. Lâu lắm rồi mới thấy lại mấy cái nhà này. Hôm nay video không cần nhạc nền luôn, lấy tiếng pháo làm nhạc nền luôn. Ăn hoành thánh hôm qua làm, bây giờ sẽ cùng nhau ăn hoành thánh. Hi.
了嘛，买好少吧，可以看一下吗？我可以看一下吗？嗯，很寒很过来。整点蔬菜，吃了点地啊。整点蔬菜。mọi người quê Tết thì mọi người tập trung về như thế này thì rất là vui. Mặc dù hôm qua về rất là trễ nhưng mà sáng nay thì mọi người cũng quay lại sớm. Ni vô hết chưa lo? Ô ô ô ô. Ni vô hết chưa lo? Đây. Phương cũng đi làm một tô để ăn thôi. Chu, chu. Bạn một ít giấm. Giấm đen. Không có cần phải nấu súp như. Không có sáu tiền dán sáu tiền không có cần nấu súp như ở Việt Nam mình phải phải nấu súp đủ thứ nhưng mà đây thì chỉ cần bỏ gia vị vào thôi gia vị dán đi rồi thêm một ít hành rồi rồi sữa dầu nữa. Ừ, được. 10 cái 就够 rồi, bao nhiêu? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
bỏ thêm một ít rồi bỏ thêm một ít gì mỡ heo nữa, như vậy thôi đơn giản. Hôm nay gì đều luôn mới được sủa đâu vậy. Đơn giản như vậy thôi, không cần phải nấu nước súp gì hết. Tôi đang làm. Tại vì, sao nói là những Phương thì ăn được 10 cái thôi. Món này thì ăn ngon nhưng mà rất là mập luôn á mọi người, vừa thịt vừa cái bột mì nè, rất là mập nhưng mà ngon lắm. Đơn giản, nấu đơn giản như vậy thôi nhưng mà ngon. Buổi sáng thì mình có thể ăn sáng được, làm sẵn bỏ trong tủ lạnh để ăn sáng. Mấy bữa nay không nắng tới nỗi nắng làm thì quá là nắng luôn. Ở gần chỗ Phương thì có một cái khu để người ta trồng dâu tây, thì bây giờ ba tụi Phương sẽ đến cái khu vườn dâu này hái dâu về ăn. Nói là đi hái chứ mình phải mua vé, phải mua thì mới được vào, mua thì mới được vào hái. Phương đi cùng với hai con của anh chồng. Cháu đó, cháu mà lớn gần bằng mình luôn. Tôi là chị Jin. Chúng mình theo liên tôi là chị Jin. 要要哪一盒？这个八十八一盒。八十八一盒。嗯，这个呢？这个三十一斤。三十一斤。啊，这个S份。嗯，是。嗯，再一次是一斤啊。不知道再一盒多少钱？在里面再一盒，如果是其他不是那个什么。vào hái thì 40 đệ vườn dâu về phía này. Mình sẽ vào vườn dâu hái. Tôi rửa rồi, hoa sen miễn phí. Làm sao? Ngon. 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 你要到底要给我们打折吗？ 35 hào hứng quá mà quên khóa xe luôn, quên tắt xe luôn. Nếu mà mình mua tại quầy đó là 30 tệ nửa ký, còn mình đi hái là 40 tệ nửa ký, tụi Phương trả giá còn 35 tệ thôi. Wow, thảo mấy đa. Wow. 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 Nhưng mà ở phía này thì dâu hình như là chưa có chín. Quả này chưa chín lắm, cho nên là chưa có ngọt lắm.
是吗？我都长大了，哇！Năm ngoái nói là Hà đi hái dâu nhưng mà Phương chưa có cơ hội đi, chưa có dịp đi. Bây giờ mới có dịp đi. Wow, quả này mọng quá. Quá trời trái luôn. Có ông chủ đi theo để hướng dẫn tụi Phương hái dâu. Đây là thành quả của Phương. Đây là thành quả của bạn này. Ha. Hơn này tối sao? Wow, rất là to. Hơn được cái tài khoản. Này không có lấy để mua một giỏ thôi nhưng mà thấy hơi nhiều đó. Thật sự những con khoan chứ mà. Khai khai, khai ra. Hai giỏ này 260 tệ. Nhưng mà này mình. Chưa kể. 260 tệ là bao nhiêu à? Gần 900 nghìn đó. Wow, còn không rẻ. Mấy ông chị cơ là con này cơ. Con này chị cơ bỏ. Ừ, đúng là nhà con đông như này là rất là nhanh. Đó rồi, có chưa? Ê. Có. Đâu đi bọc 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 lên đi. Cơ做什么？开枪了？飞枪。飞枪。开枪了。抓把了，出剑，你干嘛呀？Bên chồng Phương có mấy anh làm đầu bếp cho nên là Tết về là chị em không cần động tay động chân, có mấy anh nấu hết. Ăn xong thì rửa chén nhưng mà cũng có mấy chị dâu rửa luôn cho nên là Phương cũng không cần làm. Bình thường thì chú cũng đi làm nên là bếp thì rất là vắng, nhưng mà đến ngày Tết mọi người tập trung về cùng nhau nấu ăn như thế này rất là vui. Hôm nay lại có nắng nữa, ngày mùng 1 Tết mà có nắng như thế này cảm giác là phấn khởi hơn rất là nhiều. Cái này thì mấy thanh niên rất là trượt. Còn ngoài sân thì có mấy anh chị em mấy bác đang sưởi ấm sưởi nắng. Vậy là ngày mùng 1 đã kết thúc. Ở công viên gần nhà Phương thì tối hôm nay, tối mùng 1 sẽ có hoạt động lễ hội ánh sáng. Tụi Phương sẽ đến đây xem thử là có chương trình gì đặc biệt không. Cho một lúc thì về chuẩn bị hành lý để ngày mai về lại. Ngày mai Phương sẽ khởi hành về Việt Nam đón Tết. Thấy quảng cáo thì có hoạt động múa lăng, múa rồng, múa lửa các thứ. Không biết là có hay hay không nhưng mà bây giờ thì tụi Phương mua vé vào, còn người ta thì đi ra rồi. Bình thường là mua vé vào, nhưng mà hôm nay là phải mua vé. Wow, là cũng đẹp đó. Mấy hôm nay thấy ở trên mạng ở Việt Nam quá trời rồng, bây giờ Phương mới thấy rồng ở Trung Quốc nha mọi người. Ở Trung Quốc thì ở Tôn Nghĩa Phương ở thì không có làm cây cảnh thành hình rồng,
như ở Việt Nam mình, tại vì thời tiết lạnh đó mọi người, cho nên là cây cối hình như hầu như là rụng lá hết rồi. Sân khấu nãy giờ rồi mà chưa bắt đầu diễn, khán giả là thấy nản quá đi về rồi, hàng gì là mình đi vào còn người ta đi về hết rồi, đợi lâu quá mà.
một đã hoa thế. Đẹp thì đẹp nhưng mà những người đánh hoa này lên rất là nguy hiểm. Video này thì Phương sẽ chuẩn bị hành lý để về Việt Nam đón Tết. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.